Dạ vâng, đệ tử Cao Phong xin mến chào các bác và anh em. Chúc các bác luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Trong video hôm nay, Cao Phong lại làm một cái video để giới thiệu đến các bác và toàn thể anh em một lô hàng gồm các cái con đẩy 4 kênh, 5 kênh, 6 kênh. Hàng đẹp tuyển chọn lại tiếp tục về để cung cấp đến các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh trên mọi miền đất nước. Trong cái thời gian vừa rồi tầm khoảng 10 ngày, em đã bán tầm khoảng hơn 40 chiếc, vừa 4 kênh, 5 kênh, 6 kênh. Đã hết và hôm nay một lô đẩy cuối cùng. Đây là có thể nói là lô cuối cùng trong các phân khúc đẩy 4 kênh, 5 kênh, 6 kênh hàng đẹp xuất sắc như này đang có mặt tại điện tử Cao Phong. Đấy, các bác có nhu cầu và đang sử dụng những đôi loa lệch nhau về công suất hoặc là đánh nhiều loa, đánh súp hơi, đánh loa lời, loa monitor, loa tép. Tức là trong một cái hệ thống âm thanh của các bác bây giờ không chơi đơn thuần một đôi loa mà chơi nhiều thiết bị, nhiều đôi loa gồm cả súp, thậm chí cả cặp súp. Thì những con đẩy 4 kênh, 5 kênh, 6 kênh này nó mới đáp ứng được các cái nhu cầu phối ghép cho các bác trong hệ thống âm thanh. Đó, thì trong một cái lô vừa rồi là em bán hết và hôm nay là tiếp tục lại về một lô hàng đẹp xuất sắc luôn. Gồm các con đẩy 4 kênh, 5 kênh, 6 kênh em đã tháo sẵn những nắp điểm này cho các bác để các bác có thể chứng kiến được cái nội thất của nó cực kỳ đẹp luôn. Đây thông báo với các bác là phân khúc đẩy công suất lớn nó đạt ngưỡng 800W trên một kênh cho các dòng 4 kênh, 5 kênh, 6 kênh. Và đẩy size 3U mặt phay nhôm. Tức là hình thức và nội thất công suất của nó đạt cái ngưỡng là tối đa, rất là tuyệt vời. Nó và hàng đẹp xuất sắc luôn. Và lưu ý với các bác là cái lô này thì nó lại rất là đẹp. Bởi vì là những cái lô trước các bác thiệt thòi hơn một chút là những con này nó là vẫn là hàng đẹp nhưng mà nó không có cái tai, hai tai sách ở phía đằng trước này. Nhưng toàn bộ cái lô này về là đầy đủ hết tai. Đấy, có thế nào em bán thế nhưng lô này thì nó hơn là có hai cái tai ở mặt đằng trước này, nhìn nó khá là đẹp hơn, nhìn bắt mắt hơn, xinh hơn rất là nhiều. Cũng mất đồng tiền mua nhưng các bác lần này là các bác sẽ được những con đẩy nó trọn vẹn hơn là nó có cái tai. Đấy, những cái lô trước là nó không có, nhập về là nó không có, hoàn toàn không có một con nào có. Lô này nó đầy đủ hết. Đấy các bác nhìn nhá, con 4 kênh này em tháo sẵn, các bác nhìn toàn bộ dòng này thông báo với các bác là nó chạy nguồn máy áp dây đồng hết và chạy sò lớn Toshiba, nên là các bác yên tâm. Các bác mua đẩy thì cái kinh nghiệm của các bác là nếu như các bác mua đẩy thì cái sò Toshiba là cái sò có chất âm của nó là rất là hay và nó khỏe. Một con sò Toshiba sò lớn này nó có thể đánh ngã nhiều con sò nhỏ khác trong các dòng sò khác, ví dụ sò SK hoặc là những sò NG, rất là, đấy là điều chắc chắn. Và dòng này nó lại chạy toàn bộ cái tụ lọc rất là khủng. Đấy, tức là nó được mọi điểm luôn về nội thất, ngoại thất. Ngoại thất thì mặt phay cực kỳ dày và đẹp, HM Hi-Fi Music 4 kênh này, 6 kênh này và mấy con 5 kênh đang cho vệ sinh. Đấy, hàng đẹp, hàng dùng lướt nên là mên vỉ của nó đẹp, có thể nói đẹp như mới luôn. Đấy. Và toàn bộ cái điểm 10 nữa là cái lô này nó về nó có đầy đủ hết cả cái tai nên là cực kỳ là đẹp, nhìn rất là xinh. Đấy, cho các trưng bày các bác chơi. Đó. Và mên vỉ của nó thì nó đẹp, cực kỳ là đẹp, mới, hàng dùng lướt, công suất khỏe, hình thức đẹp. Đấy, các bác nhìn em quay xa một chút, lát thì em sẽ tiến gần để các bác trực tiếp ngắm nội thất của những chiếc đồng cục đẩy 4 kênh, 5 kênh, 6 kênh này. Đây em quay xa để các bác có thể chủ động nhìn ngắm, nhìn tổng quan, tổng thể luôn. Đấy, một lô vừa rồi hơn 40 con em bán thì trong vòng 10 ngày là hết sạch banh luôn. Và hôm nay lại về tiếp tục được khoảng chục con nữa để cung cấp đến các bác. Và có thể nói đây là lô cuối cùng. Khi mà hết những lô đẩy 4 kênh, 5 kênh, 6 kênh này thì chắc chắn là cũng chưa biết bao giờ các bác mới mua được những con đẩy nó đẹp như thế này. Đấy, rất là đẹp luôn. Em quay xa và đây tiến lại gần nhá. Các bác nhìn này, con đây là con 4 kênh này. Đấy, model của con 4 kênh là KBFG4400, 4 volume chiết áp. Và tất cả các dòng này nó đều có limit nén tiếng này cho từng kênh một nên tiếng của nó rất là hay và sạch sẽ. 4 volume chiết áp, kênh công tắc và tắt nguồn này, bảng táp lô nằm chính giữa, HM Hi-Fi Music. Cái mặt phay nhôm của nó dày, các bạn nhìn này, dày cực dày luôn nên nó rất là khỏe và rất là đẹp, nhìn sang trọng. Đây con nào cũng có cái tai này các bác nhé. Cái lô trước các bác thì thòi hơn là không có con nào có tai nhưng con lô này nó lại đủ hết tai. Đó, rất là đẹp, nhìn cái tai phải nói là cực kỳ hầm hố, size 3U. Đấy, nó rất là dày. Và cái nguồn của nó này, các bác nhìn này, tất cả các dòng này nguồn của nó 100% dây đồng nguyên chất và cái nguồn của nó rất lớn. Các bác chỉ cần thanh lý cái nguồn này các bác đã ăn tiền rồi chứ nói này. Và các bác nhìn nhá, chạy tất cả này 2 4 này. Đấy, 8 quả tụ lọc nguồn to đúng bằng 8 lon bia. To vật vã luôn. Đấy, cái tụ lọc nguồn cực khủng luôn. Đấy mà này, các bác nhìn cái sò này, sò của nó to này, sò to nhá, sò lớn Toshiba nhá. Đấy, con này rất, dòng này con nào nó cũng chạy sò lớn Toshiba, 4 kênh, 5 kênh, 6 kênh đều chạy sò lớn Toshiba. Nên các bác mua đẩy, cái kinh nghiệm của bác nhé, nhiều khi các bác đếm sò ấy nó chưa đánh giá hết một con đẩy, bởi vì là người ta chỉ cần một con sò lớn này
thì những cái con sò nhỏ các bác có thể xếp một dạng dài chưa chắc đã bằng một con sò lớn này, bởi vì con sò lớn này nó khỏe mà tiếng của nó rất là hay, sò Toshiba đó, đó. Và mên vỉ của nó đẹp như mới này, các bác nhìn này, em quay thật dần nhá, các bác có thể chiêm ngưỡng cái mên vỉ của nó này, đẹp xuất sắc luôn. Hàng tất cả các phân khúc model em bao zin cho các bác từng con ốc một luôn, nhưng các bác rất yên tâm với đồ đẩy này, chạy cực nuột và chạy rất là lành. Và một cái điểm nữa là cái dòng này quạt gió của nó chạy rất êm. Tất cả size 3U quạt gió là 24V nhưng mà chạy rất là êm. Đấy, thiết kế phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Đấy là con 4 kênh. Và tiến sang con 6 kênh cũng không kém phần long trọng. Các bạn nhìn cái nguồn của nó to vật vã, to khủng khiếp luôn. Đấy, nguồn dây đồng. Và chạy cũng chạy hai dàn tụ lọc. Một dàn tụ lọc này, các bạn nhìn trên này mấy chục quả này. Và bên dưới một dàn tụ lọc nữa nhá. Đấy, máy móc mên vỉ của nó, các bạn nhìn tất cả các phích cắm nó còn nguyên cả keo của nhà sản xuất nhá. Chứ đừng nói là các bác nói là sửa chữa cái gì cả, bởi vì là tất cả các dòng cục đẩy các bác muốn sửa chữa thì điều đầu tiên thợ người ta phải tháo nắp và rút các cái dây phích cắm này ra, tháo bo mạch ra để kiểm tra sửa chữa. Nhưng con này tất cả các bo mạch của nó, cái dây phích cắm các bác nhìn này, nó còn nguyên keo đổ hết này, có nghĩa là nó chưa một lần được rút ra. Đấy, hàng bao zin tuyệt đối cho các bác. Đấy, 6 kênh, mặt phay nhôm, tất cả mặt phay nhôm này, các bác nhìn mặt phay nhôm của nó dày nửa đốt ngón tay luôn. Đấy, con não có tai này, rất là đẹp, nó cực đẹp luôn, hàng tuyển chọn tất cả rồi. Các bạn nhìn nhé, cái khung sườn của nó là đẹp xuất sắc luôn, công suất khỏe và tiếng dòng này cực kỳ hay, phải nói là lô đẩy rất là giá trị cho các bác đam mê. Như những con đẩy này thì tội gì mà các bác mua những con đẩy 2 kênh đúng không, mua một con 6 kênh, một con 4 kênh thì gần như các bác mua một được 2, mua một được 3. Đấy, tội gì mua 2 kênh, 3 kênh không bằng được con 4 kênh, 5 kênh, 6 kênh để các bác chơi nói phối ghép cực kỳ thoải mái. Chơi mua loa như thế nào cũng đánh được, mà bao nhiêu đôi cũng đánh được. Thế chơi nó mới sướng, nó mới phê. Đấy, kể cả súp hơi, súp hơi, súp loa lời, loa monitor, tức là cái phạm vi sử dụng của bác nó rất là đa dạng. Đấy, một cái clip báo cáo với các bác hàng tuyển chọn lại có mặt. Nên là các bạn nào đứng chân thì alo sớm, bởi vì hết cái lô này thì các bác có đặt bao nhiêu tiền cũng không có. Bởi vì hàng này không phải là muốn mua lúc nào cũng có. Đấy, một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Mến chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.